Xin chào tất cả các bạn, sau một thời gian tu luyện thì mình đã quay trở lại và đây là bản tin hôm nay có gì hot số đầu tiên của tháng 8. Mới đây, những hình ảnh về bản mô hình được cho là của iPhone 8 đã tiếp tục bị rò rỉ. Mặc dù thiết kế thì không có gì ngạc nhiên vì hầu như chúng ta cũng đã biết hết từ các đợt rò rỉ trước rồi. Tuy nhiên lần này, những bản mô hình lại hé lộ về phong cách màu sắc có phần khá xấu trên thiết bị iPhone 8 sắp tới. Nếu như mặt sau của máy có sự xuất hiện của màu đỏ cam khá lạ mắt, thì mặt trước lại trở thành thảm họa với viền máy màu trắng trông có vẻ không hợp tông tí nào. Thậm chí còn khiến cho viền máy có cảm giác trở nên dày hơn, mà dù sao đi nữa, đây chỉ là rò rỉ thôi. Biết đâu bản chính thức lại đẹp long lanh thì sao? Đối thủ của iPhone 8 là Galaxy Note 8 cũng tiếp tục rò rỉ bức ảnh chi tiết, rõ nét và có phần đẹp hơn khá nhiều với hai màu là đen và vàng đồng bên cạnh Bud S Pen. Những ảnh này lại tiếp tục một lần nữa khẳng định thiết kế có phần cứng cáp, nam tính hơn của Note 8 so với flagship Galaxy S8. Mặt sau của máy có cụm camera kép, cảm biến vân tay, đèn LED được xếp ngang gọn gàng và nổi bật. Bên cạnh thiết kế, Samsung cũng đã vô tình tiết lộ về cụm camera kép có mặt trên Galaxy Note 8 thông qua website của nhánh chuyên về làm cảm biến. Theo đó, cụm camera kép này sẽ được tích hợp chống rung quang học, khả năng zoom 3x với tên gọi là Smart Zoom. Chưa hết, Samsung còn nói rằng cụm camera kép sẽ giúp chụp thiếu sáng tốt hơn nhờ mỗi camera sẽ ghi nhận hình ảnh riêng biệt sau đó gộp lại, giúp ảnh sáng và ít noise hơn. Ngoài ra, cụm camera này còn có thể ghi nhận sự khác biệt về khoảng cách giữa các đối tượng, hỗ trợ cho việc chụp trước lấy nét sâu hoặc chụp xóa phông. Cũng liên quan đến camera thì mới đây, một thông tin đã hé lộ bản vẽ LG V30 trong sách hướng dẫn sử dụng. Qua đó, LG V30 sẽ có cụm camera với khẩu độ lớn lên tới f1.6, to hơn bất kỳ chiếc điện thoại nào hiện nay, vượt qua cả các thiết bị như Galaxy S8, HTC U11 với khẩu độ f1.7. Bức ảnh rò rỉ còn cho thấy, máy sẽ có hệ thống camera kép nằm ngang, cảm biến vân tay ở mặt lưng và mặt trước rất giống G6 với màn hình Full Vision tỷ lệ 18:9 bo tròn ở 4 góc. Dự kiến, máy sẽ được ra mắt vào ngày 31 tháng 8 trong khuôn khổ sự kiện IFA 2017. Mới đây, fanpage Asus Malaysia đã đăng tải hình ảnh Zenfone 4 cùng với đại sứ khu vực Đông Nam Á, Gongju. Diễn viên nam Hàn Quốc rất được yêu thích trong các bộ phim gần đây như Train to Busan hay Goblin, đồng thời là khách mời đặc biệt trong sự kiện ra mắt sắp tới của hãng. Trong hình ảnh này, Asus cũng tiết lộ thiết kế Zenfone 4 sắp tới có mặt sau được tô điểm bởi những đường vân đồng tâm quen thuộc và cụm camera kép đặt nằm ngang. Dự kiến, sự kiện ra mắt dòng sản phẩm Zenfone 4 sẽ được diễn ra vào ngày 17 tháng 8. Trên đây là những thứ hot nhất trong ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong hôm nay có gì hot ngày mai.